Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Xin kính chào khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang cùng nhau chứng kiến những hình ảnh tại sân vận động Pleiku, sân nhà của câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Và ngày hôm nay họ sẽ tiếp đón Hải Phòng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải giải bóng đá vô địch quốc gia 2023-2024. Trên màn các bạn sẽ là đội hình ra sân của Hoàng Anh Gia Lai ngày hôm nay, với thủ thành trong khung gỗ mang áo số 36 Tiến Dũng. Hàng phòng ngự sẽ gồm có Văn Sơn, A Hoàng, Rodriguez, Du Học. Hàng tiền vệ gồm có Quang Nho, Tấn Tài, Ngọc Quang, Quốc Việt, Đình Lâm. Và đá cao nhất trên hàng công đó là Thanh Bình. Trọng tài phát chính ở trận đấu ngày hôm nay sẽ là ông Mai Xuân Hùng cùng với các trợ lý Phạm Hà Minh, Phạm Phú Hưng. Còn đây sẽ là những cái tên xuất phát bên phía Hải Phòng ngày hôm nay. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành áo số 1 Đình Triệu. Trong đội hình với sơ đồ 4-3-3 sẽ gồm có 4 hậu vệ: Văn Minh, Văn Tới, Nhật Minh, Văn Khoa. Hàng tiền vệ gồm có Mark Tilo, Biku, Minh Dĩ. Bộ ba tiền đạo sẽ là Hữu Sơn, Empande và Việt Hưng. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng đã được bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên, Hải Phòng sẽ bảo vệ khung thành bên tay phải màn chúng ta. Sông Lam Nghệ An và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ là những đội bóng cạnh tranh nhau tấm vé thoát khỏi vị trí ở trận đấu tranh xuống hạng. Cơ hội! Ngay sau tiếng còi khai cuộc thì đội chủ nhà đã có được tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Một pha đi bóng đáng khen đến từ số 19 Nguyễn Quốc Việt. Quốc Việt. Một tình huống lập bập. Vẫn đang là các cầu thủ đội chủ nhà, thêm một đường chuyền nữa. Đánh đầu. Chưa thể làm khó được Đình Triệu. Người vừa dứt điểm đó là Dũng Quang Nhỏ. Hợp lý, đây là Triệu Việt Hưng. Chuyển vào hơi mạnh rồi. Khá hay, dứt điểm, không vào. Pha xử lý đến từ Hồ Minh Dĩ. Cú sút của Hồ Minh Dĩ thì vẫn còn là khá nhẹ, chưa thể làm khó được thủ thành Bùi Tiến Dũng. Dũng Quang Nho, không được. Bí Cù, Empande sút xa. Và như vậy là bàn thắng đã tới với Empande. Lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng đã phải rung lên. Cú sút của Empande, bóng đã đập vào một cầu thủ của LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và đổi hướng, đi theo một quỹ đạo rất khó đoán. Khoảng trống quá lớn ở khu vực trước vòng 16m50 và Empande có quá nhiều thời gian, không gian để thực hiện cú sút này. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Hải Phòng. Hợp lý, cơ hội, dứt điểm, không vào. Đó là pha ra chân của Văn Minh. Một tình huống xâm nhập tốt đến từ số 99. Cú sút về góc xa và đã bị Tiến Dũng bắt bài. Martin, Biku, khá nhịp nhàng, thêm một đường chuyền vào. Pha phối hợp quá nhịp nhàng và có lẽ đây là một trong tình huống đã được đưa vào sách giáo khoa dạy bóng đá rồi. Rất tiếc cho Empande. Một tình huống bằng vào bị lỡ nhịp của Empande. Cơ hội. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Tiến Dũng. Tinh thần thi đấu rất quyết tâm đến từ Dũng Quang Nhỏ. Cơ hội, Đinh Thanh Minh. Vẫn đang là các cầu thủ đội chủ nhà. Đinh Thanh Minh. Cú sút quá thiếu chính xác của Thanh Minh. Quốc Việt sẽ là người thực hiện. Cơ hội. Tấn Tài. Thêm một đường chuyền nữa của Quốc Việt vào trong. Đánh đầu. Chưa thể làm khó được Đình Triệu. Hôm nay vẫn đang là một ngày làm việc không mấy vất vả với thủ thành của Hải Phòng.
Thanh Nhân. Tấn Tài. Thanh Nhân dứt điểm. Cuối cùng điều mà chúng ta chờ đợi tại sân động Pleiku cũng đã xuất hiện, đó là bàn thắng gỡ hòa của LB Bạch Hoàng Anh Gia Lai. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, ở cú sút đầu tiên sau khi vào sân, Thanh Nhân đã tỏa sáng. Hero Fiho dễ dàng đoạt lại bóng cho Hoàng Anh Gia Lai. Châu Ngọc Quang không có điểm cắt. Pha đi bóng trước đó của Châu Ngọc Quang là rất khéo. Thêm một đường chuyền vào nữa. Đánh đầu. Lại là Châu Ngọc Quang. Cơ hội Thanh Nhân. Sẽ có quả phạt góc dành cho LP Bạch Hoàng Anh Gia Lai. Đánh đầu. Không vào. Pha cứu thua tốt đến từ Đình Triệu. Những tình huống cố định cũng đang là một giải pháp. Trông vào Quang. Hero Fiho đang đón lõng ở bên trong. Hero Fiho sẽ có phạt góc dành cho LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Những phút vừa qua thì Hero Fiho đang liên tục phải bật nhảy và đánh đầu. Bóng đang được dành toàn bộ cho trung vệ này. Cũng đã có bàn thắng dành cho LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Có công mài sắt, cuối cùng cũng có ngày nên kim. 5 phút vừa qua họ chỉ có đúng một bài thôi. Tạt cánh đánh đầu. Và điểm đến của mọi đường chuyền đều là Hero Fiho. Cuối cùng thì thành quả cũng tới. Bắn tới. Và như vậy là tiếng còi khép lại trận đấu giữa LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng đã được vang lên. Một chiến thắng vất vả dành cho đội bóng phố núi, nhưng sự vất vả này đã được đền đáp bằng một sự thành công quý giá, tấm vé ở lại với giải vô địch quốc gia V-League 1 cùng với Hoàng Anh Gia Lai. Họ sẽ không phải đá trận đấu playoff tranh hạng. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi giải đấu V-League 1 trên hệ thống của FPT Play. Chúng ta đã khép lại một mùa giải đầy cảm xúc, một mùa giải với chức vô địch của Nam Định. Và chúng ta xin phép được khép lại giải đấu mùa giải hôm nay ở đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở mùa giải mới trên hệ thống của FPT Play. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.